Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, trong trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong video khám phá Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Thứ bảy máu chảy về tim, chủ nhật thân mật xương vai. Và mặc dù ngày hôm nay là một video muộn nhưng mà nói chung thì chúng ta cũng sẽ cố gắng để mà mỗi ngày một video nha các bạn. Ok, vậy nên hôm nay mình sẽ làm video về một vấn đề mà chắc hẳn là có rất là nhiều bạn đang quan tâm trong phiên bản mới các bạn ạ. Đó là về cây ranh thần tốc đã bị fix. Đấy, thì nói chung là theo ý kiến thông tin thì nhiều lúc là chúng ta gọi là nhận định được đó là việc cày ranh thần tốc trong gọi là những phiên bản trước đấy, thì nói chung là chúng ta vẫn cày, nhiều lúc là cày không được thì cũng đã giải quyết bằng một số phương pháp, thì tới tận phiên bản này thì đã gọi là triệt để là cày không được, có phải không? Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ khám phá và trả lời cho câu hỏi này nha. Và có cách nào để mà kiểu như là nếu như chúng ta không cày được như vậy rồi, chúng ta có thể là cày như thế nào? Nói chung chúng ta cũng sẽ tìm hiểu trong video ngày hôm nay luôn nha các bạn. Ok, thì giống như là trong gọi là những lần trước khi mình lên video là hướng dẫn cày ranh thần tốc, thì cách mà mình cày ranh thần tốc sẽ là như sau các bạn ạ. Ok, mình sẽ chọn vào một quest và sau đó mình sẽ chọn chú rồng mà mình đang muốn là cày nha các bạn. Thì ở đây là mình sẽ chọn trước một chú rồng ở đây đi để mình xem điểm của chú rồng này luôn nha các bạn. Đấy, thì nói chung là mình cũng đã cày luyện cho khá là nhiều chú rồng rồi, thì cũng có rất là nhiều chú rồng mạnh, tu vi tầng 9 rành đỉnh phong luôn các bạn ạ. Ok, nhưng mà mình sẽ chọn chú rồng mà rành chưa đỉnh phong nha. Ui giời ơi, rành đỉnh phong hết trơn luôn á. Đây, thì mình sẽ có một chú rồng, đó là chú rồng này, rồng Trường Xuân. À, nói chung là mình chọn chú rồng nào cũng được, xem điểm là được rồi các bạn nha. Cành gì gọi là ranh đỉnh phong phải không? Vậy thì các bạn thích chú rồng nào, mình sẽ chọn chú rồng đấy để làm như vật chính trong video của chúng ta ngày hôm nay. Có lẽ là mình sẽ chọn Blood God nha. Ok, mặc dù có lẽ điểm của Blood God sẽ rất là cao, chắc là vậy các bạn, 6.37k. Ui, không biết là 37 cái số đằng sau là cái số mà có phải là số nhảy lên không, chứ mà cũng hơi nghi ngờ các bạn ạ. Ôi giời ơi, 6.370, có không được rồi, điểm cao quá các bạn ạ. Điểm cao quá là mình không thấy được cái hàng đơn vị nha các bạn. Vậy thì chú rồng đại anh hùng thì như thế nào? Đừng có giật mình nha, nhiều khi điểm cũng cao. 1.5k, sao nhiều chú rồng gọi là điểm cao quá vậy? Vậy thì chắc là cho anh bạn mới được lên rank đi, thì mình sẽ cho đó là đấu thần Lusternate Vampire. Ok, thì chúng ta có 505 điểm nha. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vào đánh một trận bình thường nha. Nói chung là mình đánh bình thường nha các bạn. Bình thường thì để gọi là xem chú rồng gọi là lên điểm nha. Đây, thì cái cách mà để mà chúng ta đánh bình thường, nói chung là cày ranh mà mình thường hay sử dụng á, là giống như mình đợt mình cày ranh cho chú rồng gọi là nên chiến binh Lusternaut, đó là cứ ở trong, nói chung là trong cái đánh nào kiểu giống như là đánh quest nè, đánh language hay là kể cả là đánh arena, nếu được nha thì mình sẽ cho năng chiến binh là người ăn mạng hoặc có thể là KSQ đấy các bạn ạ, KS điểm để mà chúng ta gọi là lên rank. Đó, đó là một cái cách mà nó khá là nhàn và lại là nó cũng khỏe nữa các bạn. Điều kiện là rồng các bạn phải khỏe trước thì mới gọi là dùng cách này khỏe được. Ok, thì mình đánh bại 3 chú rồng trong nháy mắt. Ok, thì chúng ta sẽ quay trở lại để xem chú rồng Lusternaut đã lên được 3 điểm hay chưa nha. Tất nhiên là phải lên rồi vì đó là cái cách cày ranh bình thường của chúng ta mà. Đấy, thì điểm số của chú rồng Lusternaut lên là 508 nha. Rồi, bây giờ thì mình mới đến với cái cách là cày ranh thần tốc nha các bạn. Đó, cày ranh thần tốc ở đây á, chúng ta sẽ dựa vào một cái quest và đó chính là quest làm nhiệm vụ chìa khóa của chúng ta nha các bạn. Nó giống như là quest chính đấy, quest mở kiểu vậy. Thì nó sẽ gọi là mở khi mà các bạn đánh xong thì chúng ta tiếp tục mà mở những cái ổ khóa ở đây nè. Đó,
và đã có cập nhật mới là chúng ta đánh xong không cần phải chờ thời gian hồi. Đó chính là cái cơ hội tốt để mình cày ranh thần tốc theo những phiên bản trước. Đấy, còn phiên bản mới như này thì không biết là sẽ như thế nào. Nào, vào đi. Đó, chu rồng vào trong đấu tay nha. Mình đánh một phát. Đấy. Và mình sẽ dùng chu rồng mà mình muốn cày ranh mình đánh thêm phát nữa. Sau khi mình đánh xong hai phát rồi, mình sẽ không đánh tiếp mà mình sẽ thoát ra bằng dấu ích ở trên đây. Mình sẽ nhấn Z nha. Đấy, khi này thì mình thoát ra và mình đã đánh bại hai chu rồng, cho nên là mình sẽ tăng lên được là 2 điểm. Tuy nhiên thì trong những phiên bản trước thì chúng ta muốn lên điểm là phải thoát ra vào lại nha các bạn. Đấy, còn hiện tại là phiên bản mới. Các bạn muốn biết là các bạn có phải phiên bản mới không, các bạn bấm vào trong chỗ cài đặt. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái hình như thế này, là một cái hình setting nha các bạn, kiểu như là một cái hình setting mới, nên đây sẽ là cái giao diện để mà chúng ta biết được đây chính là phiên bản mới nha các bạn. Ok, thì nói chung là phiên bản mới thì có tab mới luôn đó. Trời ơi, về vấn đề tab mới thì mình sẽ nói sau nha. Ok, thì mình sẽ tiếp tục là đánh thêm vài trận, khi nãy là 508 phải không các bạn. Đấy, thì mình sẽ đánh thêm vài trận, cũng sẽ thực hiện cái phương pháp là cày ranh thần tốc tương tự như ngày trước nha các bạn. Đấy, và bây giờ thì mình cứ đánh thôi. Và thậm chí thì mình có thể là đánh 3 chu rồng rồi mình thoát ra, miễn sao mình nhanh tay thì cái quest của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi, không bị lên, mà chúng ta vẫn có thể đánh tiếp. Nếu bị lên đó thì cũng không sao, vì nói chung là chúng ta vẫn không có cần thời gian hồi chiêu mà. Ôi, không kịp. No. Đấy, và cái đánh này thì là đánh lên điểm bình thường chứ không phải là đánh lên điểm thần tốc nha. Cho nên là bây giờ mình sẽ có là 511 điểm. Ok, và tất nhiên nếu như đúng ra thì chúng ta phải có là 513 điểm, tại vì còn 2 điểm mà mình đánh lúc nãy nữa. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem. Đó, 511 nha. Nãy thì mình đánh 2 điểm kia thì chưa có cộng vào cho mình nha. Đấy, thì chúng ta sẽ đánh tiếp rồi sau đó thoát ra vào lại. Nếu như bây giờ mình sẽ làm lại pha khi nãy nha. Khi nãy mình sorry các bạn là mình hơi lỗi lầm tí xíu. Ok, nhưng mà giờ thì chúng ta sẽ, nói chung giờ thì chúng ta sẽ gọi là nghiêm túc lại để mà các bạn thấy được cái cách cày run mà ngày trước hay sử dụng nha. Đó, đánh một điểm rồi đánh thêm một điểm nữa, và sau khi đánh điểm này thì chúng ta sẽ bấm dấu ích đây nha các bạn. Rồi nè, các bạn nhìn nha, mình chỉ làm một lần đó ấy. Ok, thành công nha. Đó là chúng ta đã lấy thêm được 3 điểm, thì tất nhiên đó là nếu như là ngày trước thôi. Thì bây giờ là mình hiện tại vẫn đang sẽ là 511 điểm nha các bạn. Tại vì nếu như gọi là trong đợt trước mà chúng ta test ấy, thì cái số điểm 511 này sẽ tăng lên là 516, tức là thêm 5 điểm nữa khi mà mình thoát ra vào lại. Nhưng trong phiên bản mới này thì liệu có còn được không? Thì chúng ta sẽ thử nha. Nói chung là cứ thử đi các bạn ạ. Đấy, rồi mình sẽ gọi là vào game lại nha. Tuy nhiên là cái quá trình này thì chúng ta chỉ là thoát ra vào lại đơn thuần thôi, chứ không phải là tắt wifi là làm cái gì đấy, nên cũng không có rắc rối nha các bạn. Đấy, chỉ là để mà thoát ra vào lại để xem là điểm số có tăng lên hay không thôi. Đấy, ok. Và mình đã nhận được rất là nhiều phản hồi từ các bạn rằng trong phiên bản mới này cày ranh thần tốc đã bị fix nhồi anh. Ok, mình test mà chưa fix thì chúng ta xài được. Thôi, nhưng nói chung là trước khi test mình cũng biết rồi. Đó là điểm số chúng ta sẽ rồi xem sẽ gì nữa các bạn. Sẽ không được tăng lên. Mình biết các bạn đang cảm thấy rất là hụt hẫng. Tại vì đây là một cái phương pháp cày ranh thần tốc mà rất là ngon. Chúng ta cày ranh thần tốc, chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta có thể lên ranh nhanh được cho những chu rồng. Chúng ta có thể cày mạnh, chúng ta có thể tăng sức mạnh cho rồng. Chúng ta có thể. Nhưng giờ chúng ta không thể làm cái cách cày ranh thần tốc như trước được rồi các bạn ạ. Ok, vậy thì vẫn có gọi là một số những cái kiểu như là cái cách giải quyết cho chúng ta là gì? Thì giống như mình cũng có đề cập đến cho các bạn rồi, là nếu như cái nguyên nhân là do chúng ta lên phiên bản mới thì bị fix lại cái cày ranh thần tốc này, thì bây giờ chúng ta chỉ cần là xóa đi phiên bản mới và cập nhật lại phiên bản cũ. Thực ra cái này không biết là phải cập nhật lại phiên bản cũ không, nhưng mà nếu mà nói gọi là đúng nôm na ra các bạn, thì chúng ta xóa cái phiên bản Run City hiện tại mà mình hay tải trên Sunplay và lên trên Google tìm những phiên bản cũ hơn,
có thể đến từ gọi là kiểu là APK như kiểu vậy đó các bạn. Đấy, những cái trang web như vậy thì sẽ tìm những phiên bản, ví dụ như là phiên bản này là phiên bản 7 chấm đi, thì chúng ta sẽ tìm phiên bản cũ hơn một tí xíu thôi, như là 6 chấm rồi là 23.0.6 gì đấy. Ok, thì sau đó giải nén ra và cài lật lại. Thì khi đấy kiểm tra phiên bản là phiên bản cũ thì chúng ta có thể là tiếp tục cài ra thần tốc. Tuy nhiên cái cách này nó chỉ là một cách tạm thời thôi, tại vì nhiều khi đến một thời điểm nào đấy game đã bắt buộc là chỉ xài phiên bản mới mới có thể hoạt động được, thì khi đấy là cái cách cài run chúng ta cũng sẽ không tồn tại được lâu nha các bạn. Vậy còn cái cách giải quyết thứ hai là gì? Cách giải quyết thứ hai thì nói chung là như thế này các bạn ạ. Thực ra là cái cách này nó cũng không được tối ưu như là cái cách chúng ta cài run thần tốc đâu, nhưng mà ít ra nó vẫn còn xài được các bạn ạ. Đó là ok, chú rồng Blink long nhông về. Yeah. Đấy, thì chú rồng long nhông ta đang có là 24 điểm nha các bạn. Ok, 24 điểm rồi. Và thì cái nói chung là cái phương pháp cài run mà để mà tối ưu cho việc là tận dụng cái quest này để các bạn không phải đánh win quest á, thì vẫn có cách đó các bạn ạ. Đó là chúng ta sẽ chọn chú rồng mà mình muốn cài run. Rồi, hai chú rồng này vẫn vậy nhá. Đấy, hai chú rồng này vẫn vậy. Đấy, thì mình sẽ gọi là thực hiện như sau. Đó là trước mắt là mình cho chú rồng long nhông ăn điểm cái đã. Hai. Rồi. Ui giời. Chúng ta chắc ăn được một điểm nhỉ. Hoặc cũng có thể là hai điểm. Rồi, mình ăn được một điểm rồi nha. Yeah. Ok. Và ui giời. Rồi, tiếp tục là đến chú rồng này, người bạn thân thiện. Thì bên đây nói chung còn không cần để ý lắm. Nói chung kiểu giống như là mình để vào cho hai người bạn này đánh thua thôi các bạn ạ. Ok, và chúng ta đánh thua nha các bạn. Đấy, thì tại sao chúng ta lại đánh thua? Thì tại vì đánh thua là mình không qua ải mới nha các bạn, không qua ải mới. Rồi, giờ mình sẽ tìm lại chú rồng long nhông ngày nào. Ok, và chúng ta sẽ xem điểm số của chú rồng long nhông sau gọi là rất nhiều pha cồng kềnh nha các bạn. Đấy, khi nãy thì điểm số chúng ta là 24 và đã tăng lên là 25 rồi các bạn. Yeah, tăng một điểm mà không có bị mất quét, kiểu như là không có bị đánh hoàn thành quét đấy các bạn ạ. Thì đó sẽ là cái cách để mà chúng ta thay thế việc cày ranh thần tốc đã bị fix lại trong phiên bản mới, nếu như chúng ta gọi là chơi phiên bản mới các bạn ạ. Thực ra thì cái cách này không thể gọi là thay thế được cho gọi là cách cũ, nhưng ít nhất là chúng ta vẫn tận dụng được cái quét đánh không hồi nha các bạn. Và cũng muốn là quét đấy ở đấy. Thì nếu như để áp dụng quét này thì lại có một cái nghịch lý các bạn ạ. Trước á, thì chúng ta gọi là cần quét để mà càng dễ thì đánh càng tốt. Còn giờ thì quét mà khó thì chúng ta gọi là lại đánh cày điểm dễ hơn so với lại là quét trước các bạn ạ. Để mà cho chú rồng mà chúng ta gọi là cày đấy là đã cày rồi, nhưng bằng một lý do nào đấy mà mình cũng gọi là quyên sinh các bạn ạ. Nhưng thực ra ở đây thì mình vẫn có mẹo nha các bạn. Nói chung là chỉ cần rồng phù hợp thôi thì gọi là cũng không có gọi là cần đến những cái khâu như vậy. Ví dụ là đây thì mấy chú rồng này không phù hợp rồi. Đấy, mình sẽ gọi là lựa chọn một cái ải nào phù hợp nha. À, mình cầm ba anh lớn vào đây luôn cho bên kia kiếp hồn chơi. Nó tưởng mình không có rồng xịn đó. Xịn chưa nè, 196k luôn nha. Này mà không xịn thì chắc là nó điêu. Trời ơi, xịn chưa nè, final nguyên tầm 100% máu. Ôi trời ơi, 116 đam. Ôi, rồi, để được chú rồng này. Một cú đấm là xịn sò luôn á. Cú đấm xịn sò, 108k đam nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tìm đến một đội hình phù hợp hơn. Cái này thì đây, thì mình có một đội hình có vẻ phù hợp hơn nha. Ví dụ như là chú rồng này có hệ thép và có hệ lửa ở đây. Thì thay vì mà gọi là mình được chọn hình đội hình tác chiến á. Đấy, thay vì là mình chọn, mình cũng có thể là cày cho chú rồng gọi là long nhông, hay là một chú rồng, ví dụ là cày cho một chú rồng hệ thép nữa đi. Đây, cày cho trưởng lão đi. Đó, thì trưởng lão có hệ lửa không nhỉ? Hay chú rồng coi chú rồng ở phía sau cùng á, chú rồng phía sau cùng có hệ lửa thì mình nên cày cho một chú rồng đó mà ví dụ có hệ lửa đi nha các bạn. Đấy, thì yếu yếu thôi, mình chọn gọi là yếu yếu thôi nha các bạn. Như mình xem đây,
Có hệ lửa, có hệ lửa. Ok, ví dụ như là chú rồng Kitsune đi. Đấy, và còn hai chú rồng còn lại thì các bạn có thể là lựa chọn rồng nói chung là yếu nhất trong đội hình cũng được, hoặc là yếu mà có hệ đánh không sát thương cũng được. Ví dụ như là yếu và có hệ đánh không sát thương là các bạn có thể là chọn hệ lửa hoặc là hệ thép ở đây cũng được nha, tùy vào thứ tự. Nói chung mình cũng chọn hệ lửa luôn đi nha. Chọn hệ lửa, mình cũng sẽ chọn yếu. Đây, hệ lửa và yếu, mình chọn rồng này. Ở đây mình cũng sẽ chọn là hệ lửa nha, hệ lửa và yếu luôn. Đấy, thì nó sẽ là như thế này các bạn ạ. Yếu. Rồi, trời ơi, yếu quá ha. Ủa vậy là yếu đó. Đấy, thì cho luôn chú rồng này đi. Không cần biết là mạnh yếu, nhưng nói chung là yếu thì nhanh hơn. Đấy, thì khi mình đánh là mình sẽ hoặc chú rồng này yếu quá bay màu rồi, mình sẽ cho chú rồng chúng ta gọi là ăn điểm như bình thường ở khúc này. Dưới rồi ôi, đánh ghê lắm chú, đánh ghê lắm đấy. Nhưng mà cái khúc này nó hơi kỳ nha, khúc này không cho chú rồng này ra mà cho rồng hệ lửa ra. Đấy, thì khi mà mình gặp chú rồng hệ lửa này, mình có thể là cho chú rồng mình đánh yếu, mình đánh hệ lửa này, ta da không đạp về. Yeah. Đấy, và mình có thể là cho chú rồng mà mình muốn cày đấy, là mình cũng đánh không đam vào chú rồng này, để làm sao mà lượng máu của mình xuống mức yếu thì mình sẽ kích liệu chú rồng này, nếu như chú rồng này ra thứ hai. Còn nếu mà ra cuối cùng á thì mình sẽ để cho chú rồng này đánh bại mình luôn. Thì như thế thì kiểu gì mình cũng ăn khoảng tầm là 2 điểm và mình thua đấy. Còn nếu ít nhất thì hiện tại chắc mình ăn được 1 điểm rồi. Sợ, cái này không có kế hoạch nha, cái này không có dùng kế hoạch nha. Đấy, thì mình thua và mình sẽ có điểm. Thì đó là cái cách để mà mình tối ưu cho việc mình cày ở đây. Quan trọng là các bạn lựa chọn đối tượng cày, rọc nào cày, rồi kiểu là đối thủ chúng ta như thế nào đấy. Ví dụ mình tìm cái điểm tương đồng trong đó. Ví dụ như là bây giờ mình chưa thấy cái điểm tương đồng đó, thì mình có thể là tìm những điểm tương đồng đó trong những chú rồng khác tiếp theo. Tất nhiên là khi các bạn làm như vậy, các bạn cũng phải cân nhắc nha. Đấy, bởi vì nói chung là một điều mà ta biết mà, cày ranh thần tốc là một điều gì đấy mà nhà phát hành thì không có muốn chúng ta làm như vậy, kiểu là kiểu không phải là không muốn làm như vậy, mà kiểu cái đấy thì sẽ bị nhiều cái giống như là đẩy nhanh quá trình, hay là cái nào đấy nó không có phù hợp với việc là đánh điểm dựa theo việc là cho rồng kiểu vậy đó các bạn. Nói chung cái mẹo vậy đó. Đó, cho nên là trước sau gì chúng ta cũng có những pha gọi là fix lại. Nên là lúc mà chúng ta bị fix là biết là không dài lâu rồi. Cho nên thôi, thay vì buồn bã, phàn nàn hay là tâm sự, thì cũng một khoảng thời gian, cũng một chút gì đấy, rồi chúng ta sẽ gọi là đứng lên mạnh mẽ, học cách chấp nhận. Giống như trước giờ có nhiều lần là đi rồi đến rồi đi, chỉ cần tâm ta vững vàng và chúng ta cứ tiếp tục là tham gia những sự kiện xây dựng hòn đảo và trở thành một pro player. Ok, có thể mình sẽ gọi là tranh thủ mình đánh lên arena nha. Tại vì chung là chúng ta lại thủ lĩnh clan 6 ở đây ta. Hơi ôi, chú rồng bên kia gọi là xài skill bóng tối đánh dã man thiệt sự các bạn ạ. Dã man con ngang luôn á. Được rồi, thế thì ta sẽ cho những người thấy thế nào là giả thuốc. Tôi đánh giả tật. Ok. Rồi, bên kia thì sử dụng những tia điện quang vô cùng là hỏa thạch nha các bạn. Nhưng rất là đáng tiếc. Ủa, chú rồng kia có cái luồng khí gì màu đỏ kìa các bạn. Nhìn ghê quá trời luôn á. Có lẽ là Hellwit. Ui xôi, chắc Hellwit rồi. Chú rồng này cũng có cái luồng khí, nhưng mà kiểu chú rồng này cả khí ở dưới chân có cái vòng màu đỏ, ghê lắm. Chú rồng này khí tỏa quanh người thì cũng bình thường. Không phải cái vòng màu này đâu nha, cái vòng màu này là cái vòng nâng sao đấy các bạn ạ. Đấy, nâng sao này có cái vòng ở dưới mình thì cái vòng bực trội luôn. Tại sao? Tại vì mình năm sao. Ui, lâu rồi chưa để ý tới cái vòng ở dưới chân không. Nó nói chung là nó kiểu nó bắn vô cùng luôn các bạn ạ. Đấy, ok chưa. Ui dì, nữ thần của chúng ta đâu. Đây rồi, đánh nhanh thắng nhanh đi. Mình chắc là đánh xong hết trận này mình cũng lên rank luôn á. Malicious, hay lắm, tên hay đấy. Đó, ok. Bây giờ thì gọi là chôn vùi thôi. Wow, chú rồng này ngày xưa hình như là một trong chú rồng đánh rất là mạnh đấy các bạn ạ.
Mình xem highlight thì cũng có xuất hiện mặt của chú rồng này. Ui giời, chú rồng nào đây? Không cần biết. Hay vẫn phải gọi là gối xuống tay của Mỹ thôi các bạn ạ. Hấp huyết thần trưởng. Của anh ta có thể là trưởng những cái đòn đánh vô cùng là mạnh mẽ luôn các bạn ạ. Rồi, chú rồng bên kia đang gọi là liên tục công kích mình nhưng mà cũng không thành vấn đề đâu. Ok, chung là năng tình yêu hình như là ao trình với lại mấy bạn đó quá rồi. Rồi, không sao nha, thì mình sẽ cho gọi là đai hồng ra nha các bạn. Tuy nhiên năng tình yêu dạo này mạnh hẳn ra các bạn. Thì ghê, tự nhiên mạnh hẳn ra. Chắc là do môi trường hoặc là do đối thủ của chúng ta xuống khắp các bạn nha. Mình không biết nữa, chắc là đối thủ mạnh thì đi lên hết trơn rồi. Ta đánh cứ tàn tàn nhàn nhàn. Thành ra là cũng đỡ áp lực đội hình các bạn. Nhưng mà bị áp lực về thời gian, áp lực về điểm số cúp. Bởi thời gian cũng gọi là còn 4 ngày thôi đó. Còn hơn 4 ngày thôi các bạn ạ. Mỗi ngày mình đánh 6 trận như này thì Hay giờ cũng lo lắng đó nha. Ok, rồi mình sẽ xài trước một skill bóng tối để lấy đi lượng máu rất là nhiều đến từ chú rồng bên kia. Rồi sau đó mình sẽ trưởng một phát này. Ok luôn. Và tiếp tục mình cũng sẽ là trưởng thêm một phát nữa. Yeah. Rồi, và tiếp theo mình cũng sẽ là trưởng thêm hai phát nữa. Chắc là hai. Đúng rồi, sức mạnh tăng 40% lỏ dồi các bạn ạ. Sao lại như vậy? Đáng rõ trưởng phải 120K chứ. Rõ là bịt rồi các bạn ạ. Ui, sang run mới và sẽ là búp cho cái gì đây, búp cho hệ linh hồn của rồng á. Yêu cầu phải có hệ bóng tối và cũng được búp hệ bóng tối, bị cấm hệ magic. Ôi trời ơi, rồng mình có hệ magic đó. Ok, vậy là vẫn xài được đội hình như cũ các bạn ạ, như trên ở dưới run trước. Gì thế thì tiếp tục đánh thôi các bạn ạ, đánh thôi. Đấy. Thôi ôi, bố bạn ấy là chùm. Quá ghê gớm. Hai. Ở không, hình như là hay là ý của bạn ấy là, nói chung là thôi đi, cũng không nên phân tích nhiều các bạn ạ. Ý là bạn ấy là chùm á, ý là bạn ấy đòi là gọi là chùm á. Thôi kể đi các bạn. Chung thì thôi, chúng ta gọi là cũng đã tiêu diệt chùm rồi. Giời, chùm mền các bạn ạ. Ok là, nãy có thêm một chùm nữa là chùm sò. Rồi, ok. Và giờ thì anh đã cam đam để rời xa em rồi. Ok, chắc vậy các bạn ạ. Giời, bút cho mấy hệ này bông. Như là có hệ khắc chế mình trong đó kìa. Chắc mình sợ quá Để xem bạn ấy đặt tên thế nào nha. Ồ, bạn nước ngoài á. Trời ơi. Nói chung là cầm hai chú rồng kia ra nhưng vẫn có sợ nha các bạn. Đấy, ví dụ như là mình thử cầm đan hồng ra xem nào. Lóc phát nào, lóc phát vui nhà vui cửa nào. Trời ơi, ui, đấy không. Cần bạn kia cần hai phát thôi là đã có thể uy hiếp chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta đan hồng. Ui trời, bay màu luôn kìa. Hai. Xong rồi, xong bạn ý rồi. Có hệ linh hồn của rồng á. Hai, mình sẽ xin gặt hái linh hồn của rồng nhá. Ok. Phải không có bờ hồi sinh luôn. Xác định luôn các bạn ạ. Rồi, nói chung là chúng ta cũng đánh lên Master 2. Và cũng gọi là, để xem. Ui, quà tăng rồi. 40 trái cây và 50 off Legend với lại 25 off Hybrid rồi. Hay dò, được đẩy các bạn ạ. Ok, và mình cứ thế mà đánh lên Master 3 và nhận nhiều quà thôi. Phải cố gắng thôi các bạn ạ. Đấy, nói chung là chúng ta đã có những cái khám phá và có những cái, nói chung là để mà biết được việc là cái run thần tốc đã bị fix lại trong phiên bản mới, cũng như là có cách ứng phó. Còn nếu không á, các bạn cứ theo cái cách cày run thông thường nha, là cái cách mà mình nói ở đầu tiên á. Hoặc là có cách cày run là cày run với bạn bè cũng được. Mình trước có làm những video mà kiểu mà
thay thế cho cài ranh thần tốc á, thì những cách cài ranh đấy vẫn có thể là sử dụng được nha các bạn. Đấy, còn cách mới thì giống như là mình có nói đấy, chịu khó là cho rồng chúng ta ngậm đắng nuốt thua thôi các bạn ạ. Ui giời, màn hình mình cũng bị gọi là lag luôn rồi. Thì thôi, là chúc các bạn, chung là video chúng ta đến đây hết rồi. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, một ngày mới tốt lành. Chung là gặp nhiều thành công, may mắn. Ok, bye bye các bạn nhé, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.